Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Chắc hẳn là hiện tại, hầu như toàn bộ các bạn đã xem được Spider-Man No Way Home, bom tấn lớn nhất năm của nhà Marvel rồi không nào? Đây quả thật là một bộ phim đáng nhớ về siêu anh hùng nói chung và về nhân vật người nhện nói riêng, khi nó hội tụ đầy đủ rất nhiều yếu tố, không chỉ là để chiều lòng fan mà còn mở ra một khái niệm hoàn toàn mới và độc đáo dành cho vũ trụ điện ảnh Marvel, đó là đa vũ trụ. Vậy nên là ngày hôm nay, ta hãy cùng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trong người nhện không còn nhà và nó sẽ mở ra tương lai như thế nào cho MCU thôi nào. Cảnh báo spoiler trước khi chúng ta bắt đầu. Còn bây giờ thì, let's go! Tiếp nối ngay sau những diễn biến của Spider-Man Far From Home, danh tính của người nhện đã bị phần diện Mysterio tiết lộ hoàn toàn. Không những thế, Peter Parker còn bị quy tội giết người bởi những lời tường thuật dối trá của Quentin Beck. Ngay sau khi những đoạn video được dàn dựng được đài Daily Bugle phát sóng, Peter và những người thân của mình ngay lập tức phải hứng chịu búa rìu của dư luận. Những người liên quan bao gồm Peter, dì May, MJ và Ned cũng đều bị cục kiểm soát thiệt hại DCOD đưa đi thẩm vấn. Đoàn Stark vì dính líu đến những chiếc drone trong kế hoạch của Mysterio nên cũng đã bị đình chỉ hoạt động. Happy Hogan phải đứng ra chịu trách nhiệm và mọi thiết bị có liên quan đến Stark Industry cũng đã bị tịch thu. Peter chỉ kịp thời lấy đi bộ giáp Iron Spider. May mắn thay là mọi chuyện liên quan đến pháp luật sau đó đã được phần nào giải quyết êm xuôi nhờ sự xuất hiện của luật sư mù Matt Murdock. Chính vì thế mà các cáo buộc nhắm vào Peter sẽ không được thông qua. Tuy nhiên thì Matt vẫn khuyên Peter nên lánh đi chỗ khác một thời gian vì vẫn còn rất nhiều người không chấp nhận cậu. Bằng chứng là một viên gạch đã được ném thẳng vào trong căn hộ của dì May, nhưng Matt đã kịp thời đỡ lấy. Peter và dì May đã phải gấp rút dọn tới một nơi ở bí mật của Happy, nhưng rồi thì rắc rối vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi quay lại trường học, Peter và bạn bè của mình ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của tất cả mọi người và là chủ đề được bàn tán sôi nổi trên khắp các mặt báo. Sự việc còn nghiêm trọng tới nỗi mọi đơn xin nhập học vào các trường đại học của Peter, MJ và Ned đều bị bác bỏ. Đến cả MIT, ngôi trường mơ ước của cả ba cũng không ngoại lệ. Với Peter thì có thể dễ hiểu khi mà cậu đang khiến dư luận chia ra làm hai phe đối lập. Nhưng với MJ và Ned thì đây rõ ràng là một sự bất công không đáng có. Không muốn tương lai của bạn bè bị vạ lây vì mình, Peter đã chợt nảy ra một ý tưởng, đó là đi gặp Dr. Strange để nhờ sự trợ giúp. Tại thánh đường Sanctum Sanctorum, Wong nay đã lên nắm giữ chức phù thủy tối thượng sau khi mà Strange bị bay màu suốt 5 năm. Wong cũng chính là người đầu tiên bác bỏ ý tưởng mà Strange đề ra để giúp Peter. Thế nhưng sau đó thì anh chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng trước khi rời đi, chứ không ngăn cấm như ở trong trailer. Ban đầu thì Strange dự tính sẽ sử dụng một câu thần chú, Runecorpcall, một loại phép thuật giúp đối phương quên đi một điều gì đó. Và thứ mà Strange định thực hiện chính là khiến cho toàn bộ mọi người quên đi Spider-Man là ai. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính. Trong quá trình làm phép để mọi người quên đi người nhện, Peter đã 5 lần 7 lượt nói về việc cậu muốn những người quen của mình vẫn sẽ biết Peter Parker là Spider-Man. Và sau cụ thể là 5 lần biến đổi thần chú, đặc biệt là câu nói cuối cùng của Peter thốt ra. Những ai từng biết Peter Parker là Spider-Man thì vẫn phải biết, đã khiến cho phép thuật của Strange hỗn loạn và phù thủy tối thượng phải hủy nó ngay lập tức. Nhưng rồi thì mọi sai lầm đều phải trả giá vì câu nói cuối cùng của Peter chính là mấu chốt để thay đổi phép thuật của Strange. Thay vì xóa trí nhớ của mọi người về việc Peter Parker là Spider-Man, thì Strange đã vô tình kéo những ai biết Peter Parker là Spider-Man từ khắp các đa vũ trụ đến với vũ trụ MCU. Rất may là Strange đã kịp thời hủy phép nên chỉ có 5 phản diện biết thân phận thực sự của Spider-Man bị kéo đến thế giới này. Hai phiên bản khác của Peter Parker cũng đã được đưa đến, ngoài ra thì Eddie Brock cùng với Venom cũng đã xuất hiện. Sự có mặt của Venom ở MCU là bởi symbiote ở các đa vũ trụ đều có khả năng chia sẻ kiến thức và thông tin của nhau qua một mạng lưới não bộ chung. Chính vì thế mà chỉ cần một symbiote biết được Peter Parker là Spider-Man thôi, thì việc Eddie bị dịch chuyển là hoàn toàn hợp lý. Cụ thể hơn thì chắc các bạn cũng đã chưa quên, đó là một Venom đã biết được thân phận của Spider-Man rồi phải không nào? Để giải thích rõ ràng hơn thì có lẽ nhiều bạn thắc mắc vì sao Max Dillon hay là Electro lại biết được thân phận của người nhện. Khác với Green Goblin, Dark Ark, Lizard hay là Sandman, Electro chưa từng tiếp xúc với Peter Parker, nên chuyện mà gã phản diện này biết được thân phận của Spider-Man thì có phần hơi vô lý. Tuy nhiên thì để giải thích cho chiếc sạn nhỏ nhặt này, bạn hãy nhớ lại một phân cảnh trong The Amazing Spider-Man 2, ở khoảnh khắc mà Gwen Stacy lấy xe đến và đâm sầm vào Electro. Cô đã vô tình thốt lên tên của Peter giữa trận chiến, và rất có thể đây chính là khoảnh khắc khiến cho Electro ghi nhớ cái tên này và bị ảnh hưởng bởi phép thuật của Strange. Trở lại với bộ phim, sau khi phá hỏng thần chú, cộng thêm với việc Strange biết được rằng Peter chưa hề cố gắng liên hệ với trường để thuyết phục họ, Strange đã ngay lập tức đả thông kinh mạch cho chàng nhện ngáo và đuổi cậu ra ngoài. Peter sau đó cũng đã liên hệ với Flash và sẽ nói với mọi người rằng cậu là bạn thân, để chàng thiếu gia chỉ cho cậu cách để liên hệ với giáo viên của MIT. Với những thông tin có được, Peter đã ngay lập tức khoác lên mình bộ đồ Iron Spider và đi tìm phó hiệu trưởng của MIT. Và tại cây cầu dẫn đến sân bay, rắc rối do chính Peter gây ra đã tìm tới cậu. Tiến sĩ bạch tuộc Otto Octavius đã xuất hiện và làm loạn. Dù sở hữu công nghệ tiên tiến của Tony Stark trong tay, nhưng Peter đã rất khó khăn trong việc cố gắng ngăn chặn Doc Ock. Mãi cho đến khi gã tiến sĩ bạch tuộc cố gắng hấp thụ công nghệ nanotech của bộ giáp, gián tiếp giúp cho Peter có thể điều khiển được những xúc tu máy, thì ông mới bị khống chế. Trong lúc cố gắng giải thích cho Doc Ock rằng mình không phải Peter Parker mà ông đang tìm, thì Green Goblin cũng đã bất ngờ xuất hiện.
Nhưng rồi thì cả hai đã được Doctor Strange triệu hồi về lại thánh địa Sanctum Sanctorum. Tại đây, Doctor Strange mới giải thích tường tận mọi chuyện lại cho Peter biết về tình hình hiện tại. Phù thủy tối thượng của ta cũng đã rất vất vả mới có thể áp chế được Lizard. Strange sau đó cũng đã cho phép Peter gọi MJ và Ned tới để hỗ trợ mình trong quá trình truy bắt các phản diện bị đưa đến. Cậu cũng được cấp cho một chiếc máy bắn tơ có tích hợp phép thuật để dễ dàng bắt giữ các đối tượng đang gây rối ở ngoài. Bộ đồ mà Peter sử dụng lúc này cũng không có gì quá cao siêu. Thực chất nó chỉ là một bộ đồ đỏ nhưng được lột lớp phủ bên ngoài bởi nó đã bị những người dân quá khích làm bẩn. Với những thiết bị mới, Peter đã nhanh chóng định vị được vị trí của Electro. Tại đây thì cậu cũng gặp được Sandman. Nhờ mối quan hệ tốt ở cuối phim Spider-Man 3 của Sam Raimi, Flynn Marco đã hỗ trợ Peter trong việc vây bắt Electro và cả hai đã thành công trong việc áp chế người điện. Peter nhanh chóng đưa cả Flynn về nơi giam giữ để tính cách giải quyết. Sau khi sửa chữa xong những thiệt hại mà Electro gây ra, Peter nhận được cuộc gọi của dì May và biết được rằng Norman Osborn đang có mặt ở đó. May mắn thay, Norman hiện tại đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhân cách yêu tinh xanh của ông đang không lên nắm quyền nên dì May vẫn an toàn. Peter vì thế cũng đã dễ dàng tiếp cận và quay về Sanctum Sanctorum. Dr. Strange lúc này cũng đã xuất hiện với chiếc hộp chứa thần chú lỗi bên trong. Thứ này cũng chính là công cụ giúp đưa những phản diện quay trở về vũ trụ của mình. Tuy nhiên thì khi biết được câu chuyện rằng các phản diện khi quay trở lại vũ trụ của mình đều sẽ chết do phải đối mặt với Spider-Man, Peter đã suy nghĩ lại và cướp chiếc hộp từ tay của Strange. Cuộc chiến giữa pháp sư tối thượng và người nhện sau đó đã nổ ra ở bên trong thế giới gương của Strange. Dù ban đầu thì Peter đã bị áp đảo đôi chút, nhưng nhờ một chút kiến thức về hình học của bản thân, người nhện hàng xóm thân thiện đã xoay chuyển được tình thế và bẫy được Dr. Strange, trói vị pháp sư tài ba lơ lửng tại Grand Canyon suốt 12 tiếng đồng hồ sau đó. Quyền tự quyết bây giờ nằm trong tay của Peter. Cậu đã quyết định sẽ đưa tất cả các phản diện về nhà của mình để loại bỏ đi các vấn đề của họ. Với một thiết bị hiếm hoi còn sót lại của Tony Stark, Peter đã thành công sửa được một con chip điều khiển của Doc Ock và khiến ông có thể tự mình kiểm soát những chiếc xúc tu. Đồng thời thì cậu cũng chế được thiết bị có thể rút được hết điện từ ra khỏi người của Max và loại bỏ huyết thanh xấu xa ra khỏi người của Norman. Nhưng rồi thì nhân cách của Green Goblin đã trở lại và hắn bắt đầu gây rối. Ngoại trừ Doc Ock bị Electro đánh văng ra ngoài và Sandman bỏ đi, thì các phản diện khác đều vồ lấy Peter và đánh cậu bầm dập. Trong cái rủi cũng có cái xui, khi mà Jonah Jameson cũng đã xuất hiện ở đó để đưa tin xấu về người nhện. Với những khả năng còn quá hạn chế về bản thân, Peter đã dễ dàng bị Norman áp đảo về mọi mặt. Mọi chuyện sau đó còn trở nên tồi tệ hơn khi mà gã yêu tinh xanh đã điều khiển ván trượt của mình, khiến cho dì May bị thương nặng và rồi bà cũng không qua khỏi. Đây chính là bước ngoặt đã thay đổi tinh thần cũng như là tâm trạng của Peter Parker ở thời điểm này. Giờ đây, với sự mất mát từ người thân yêu duy nhất còn lại của mình, Peter đã dẹp bỏ đi mong muốn sửa chữa các phản diện, mà giờ cậu chỉ muốn trả họ về lại vũ trụ của mình cho xong. Tương tự như các phần phim người nhện khác, đằng sau câu nói sức mạnh càng lớn đi kèm với trách nhiệm càng cao chính là sự thù hằn trong người của người nhện hàng xóm thân thiện cũng đang lớn dần. Các phản diện sau khi làm loạn thì cũng đánh bài chuồn. Mặt khác thì MJ và Ned vì không nghe thấy Peter liên lạc nên đã tìm cách để gặp cậu. Với chiếc nhẫn của Dr. Strange trong tay, Ned đã vô tình thi triển được phép thuật và mở ra các cổng phép, và điều này đã vô tình đưa cả hai chạm mặt với hai phiên bản khác của Peter Parker. Hai phiên bản đó bao gồm người nhện đời đầu Tobey Maguire và người nhện Andrew để dễ phân biệt. Nhờ những gợi ý của hai người quen xa lạ, MJ và Ned đã tìm được Peter Parker chính. Với sự chia sẻ về gánh nặng người nhện cũng như là những mất mát đã phải trải qua, Toby và Andrew đã giúp cho người nhện Tom nguôi ngoai và suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện, đồng thời bắt đầu tìm cách sửa sai. Sau khi chuẩn bị hết tất cả những vật dụng cần thiết, Peter đã thông qua Daily Bugle để dụ toàn bộ phản diện đến tượng nữ thần tự do để giải quyết. Cả ba phản diện trừ Green Goblin và Doc Ock sau đó cũng đã nhanh chóng kéo đến và phá vỡ bầu không khí trò chuyện vui vẻ của ba Peter Parker. Với việc bản thân Spider-Man là một người hùng độc lập, cả ba người nhện khi teamwork với nhau thì cực kỳ tệ và nhanh chóng gặp rắc rối. May mắn là nhện Tom có chút kinh nghiệm với nhóm Avenger nên cả ba sau đó đã phối hợp nhịp nhàng hơn và nhanh chóng áp đảo lại được các phản diện. Trong lúc đó thì Ned và MJ với nhiệm vụ giữ an toàn cho chiếc hộp ma thuật thì lại gặp rắc rối khi mà Ned không biết cách đóng lại cánh cổng và bị Lizard nhắm tới. May mắn là Peter đã đến kịp để giải nguy. Sandman và Lizard sau đó đã nhanh chóng bị áp chế và được bài trừ các năng lực ra khỏi cơ thể của họ. Riêng Electro thì lúc này đây đang quá mạnh và ba Spider-Man vẫn không thể chống lại được. Rất may cho cả ba là Doc Ock đã xuất hiện và gắn thiết bị hấp thụ điện năng vào người của Max, khiến cho gã người điện cũng bất lực. Mọi chuyện đã tạm thời êm xuôi. Dr. Strange cũng đã xuất hiện sau khi Ned cố gắng mở đại một cánh cổng để chạy trốn, vô tình tạo đường về cho ngài bác sĩ lạ sau 12 tiếng. Strange đương nhiên là vô cùng tức giận với Peter nên đã định sử dụng chiếc hộp phép thuật để trả lại các biến thể của người nhện lẫn các phản diện về vũ trụ của mình. Nhưng rồi thì Norman Osborn xuất hiện, hắn sử dụng quả bom bí ngô và khiến cho chiếc hộp phát nổ. Đa vũ trụ bắt đầu được mở ra, các phản diện khác nhau của người nhện bắt đầu ồ ạt kéo đến. Mọi chuyện sau đó trở nên rối tung và cả ba người nhện ai cũng vất vả khi đối đầu với các ác nhân của họ. Cuộc chiến tay đôi giữa người nhện Tom và Norman xảy ra là một điều tất yếu. Lần này thì Peter đã vững vàng hơn và nhanh chóng áp đảo được yêu tinh xanh. Thậm chí cậu đã định dùng ván trượt của hắn để kết liễu gã phản diện như cách mà hắn đã làm với dì May. Tuy nhiên thì do đã học được một bài học từ quá khứ,
nện Toby đã có mặt đúng lúc để ngăn không cho Tom bước qua khỏi ranh giới của mình. Anh sau đó vì không chú ý nên đã bị Norman đâm sau lưng một phát, cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhện Tom lúc này đây cũng đã rất tỉnh táo, khi thay vì dồn sự tức giận của mình lên người của Norman, thì cậu đã chụp lấy thiết bị giải huyết thanh trong người của Green Goblin từ tay của Andrew và tiêm vào người gã, khiến cho Norman trở lại bình thường hoàn toàn. Mọi chuyện chưa kết thúc dễ dàng như vậy, đa vũ trụ ngày càng rộng mở và Doctor Strange không thể đóng nó lại được nữa. Không còn cách nào khác, Peter đã đề nghị Strange làm phép để mọi người quên hết mọi thứ về Peter Parker. Cậu tranh thủ nói lời chia tay với hai người đàn anh của mình, cả MJ và Ned. Sau đó thì phép thuật của Strange diễn ra, mọi người chính thức không biết về cái tên Peter Parker. Các biến thể của người nhện và các phản diện được trả về vũ trụ của mình. Cả Eddie Brock và Venom dù chưa kịp đi tìm Peter cũng đã bị trả về. Nhưng trước khi rời đi thì Venom đã vô tình để lại một phần tế bào của mình ở lại vũ trụ của MCU. Giờ là một chút giả thuyết của Way to Weird Movie chúng mình về cái kết này của Spider-Man No Way Home. Đó là nếu như các phản diện trên đều được sửa chữa và trả lại vũ trụ của mình. Dựa theo thuyết du hành thời gian trong Avengers Endgame và series Loki, đó là mọi tác động lên không thời gian đều sẽ phân nhánh. Chính vì thế mà vũ trụ các phản diện được đưa về sẽ là những nơi hoàn toàn khác so với vũ trụ quen thuộc ta từng được coi trong bộ ba người nhện của Sam Raimi hay là người nhện siêu đẳng. Cụ thể ở đây, ta sẽ thấy được rằng Peter Parker của Tobey Maguire khi quay về sẽ không chỉ có một cuộc sống ấm êm với Mary Jane không thôi. Cậu bạn thân Harry Osborn nhiều khả năng cũng sẽ không bị mất mạng. Tập đoàn Oscorp nhiều khi sẽ vực lại được nhờ sự tỉnh táo của Norman. Tiến sĩ bạch tuộc Otto Octavius cũng sẽ tìm ra phương pháp để khắc phục công trình của bản thân. Và thế giới trong vũ trụ của Sam Raimi nhiều khả năng sẽ phát triển vượt bậc, tiệm cận với MCU hiện tại. Còn với Andrew Garfield, cuộc đời của anh đương nhiên là sẽ bớt đi rất nhiều nốt trầm khi mà với sự hoàn lương của tiến sĩ Connor và Max, người anh yêu, Gwen Stacy chắc chắn sẽ không mất mạng một cách oan uổng. Bởi vì nếu Max không bị biến chất, trận chiến ở nhà máy điện sẽ không nổ ra. Và bố cô cũng vậy, ông sẽ không phải đến để giúp Peter ngăn chặn Lizard. Chuyện tình của cả hai sẽ êm đẹp như một bức tranh với một kết thúc có hậu. Trở lại với bộ phim, thì với cái kết như thế thì mọi giả thuyết được đặt ra đều hướng tới việc hai người nhện cũ sẽ có một cuộc đời viên mãn. Tuy nhiên thì Peter Parker của Tom Holland lại khác. Sau khi đã để mọi người quên hết mình là ai, cậu đã không làm đúng lời hứa sẽ tìm đến MJ và Ned để giải thích mọi chuyện. Nay Peter đã quyết định để những người thân yêu nhất của bản thân tránh xa ra khỏi những hiểm nguy và tự mình bắt đầu một cuộc sống mới một cách cô độc. Âm thầm lặng lẽ đi thăm mộ dì May, ở riêng trong một căn hộ tương đối sập sệ và lạnh lẽo. Ngày ngày âm thầm làm người nhện hàng xóm thân thiện để bảo vệ người dân tại thành phố New York. Và nhiều khả năng là trong phần phim thứ tư của nhện nhỏ MCU, kẻ thù mà cậu sẽ phải đối mặt rất có thể sẽ là Eddie Brock của vũ trụ này, với ký sinh Venom từ vũ trụ kia để lại. Và đó là toàn bộ những diễn biến đã xảy ra trong Spider-Man No Way Home. Vậy các bạn có suy nghĩ gì về bộ phim? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên subscribe cho Way to Weird Movie cùng nút chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra mắt trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird, out.